Bạn đang học nghe nói tiếng Trung với loạt bài mỗi ngày một câu của hội quán Tam Thế. Hãy duy trì nghe và nhắc lại theo mỗi ngày nhé. Tỷ y thiên, ngày thứ nhất. Hãy nghe và nhắc lại theo cách nói. Chào bạn, mình là Phan Thùy Dương. 你好，我是潘垂阳。 你 好 我 是 潘 垂 阳 你好，我是潘垂阳。 你好，我是潘垂阳。